Thưa quý vị, như tin truyền hình nhân dân đã đưa, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, làm cô lập hai xã Hồ Bốn và Lao Chải. Hai cháu bé thiệt mạng do đất đá vùi lấp, một người nghi mất tích. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ra gần 100 điểm sạt lở toa ly dương trên quốc lộ 32, chia cắt hoàn toàn đoạn tuyến quốc lộ 32 từ huyện Mù Cang Chải đi tỉnh Lai Châu. Thiên tai gây ra hơn 100 điểm sạt ta luy dương trên tuyến quốc lộ 32, đoạn từ km 300 đến km 329 qua huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Hiện công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã thông đường đến km 324 cộng 400. Từ km 324 cộng 400 đến km 329 còn gần 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí mất hoàn toàn mặt đường, mỗi vị trí dài 100 mét. Đơn vị đang tập trung huy động 7 máy xúc đất tạo điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ 4 để giải phóng đất đá, dự kiến thông tuyến trong 3 ngày tới. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 38 triệu đồng cho gia đình có hai cháu nhỏ bị thiệt mạng tại bản Háng Bla, Ha AB, xã Khao Mang, thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá. Tại Lào Cai, mưa lớn vào ngày 2 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 đã ảnh hưởng đến 4 nhà dân, đồng thời làm sạt lở 138 vị trí toa ly dương trên các tuyến quốc lộ 4D, 4E, 279 và tỉnh lộ 151, 156, 157, sạt lở 6 vị trí toa ly âm với chiều dài khoảng 60 mét, xói trôi lề mặt đường 4 vị trí, gây sạt lở ách tắc giao thông cục bộ một số tuyến đường. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị thực hiện ngay công tác khắc phục, dọn đất đá sạt lở, rào chắn cảnh báo, không để xảy ra ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông. Mưa lớn cộng với lượng nước đổ về từ thượng nguồn cũng gây lũ trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai, làm ngập nhiều diện tích hoa màu của người dân sống ven sông. Các cơ quan chức năng cảnh báo người dân hạn chế đi lại trên sông Hồng ngày lũ lớn, không vớt củi gỗ, đánh cá trên sông để bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản gửi 3 công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về việc chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Đối với các công ty thủy điện, EVN yêu cầu chủ động đề xuất tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ, đơn hồ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để triển khai hiệu quả nguồn nước, hạn chế xả thừa trong mùa mưa bão và bảo đảm tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ. Đơn vị này chuẩn bị các kịch bản xả lũ của hồ chứa để bảo đảm an toàn cho các công trình và hạ du, thực hiện thông báo, cung cấp thông tin đến chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, người dân trong khu vực biết khi vận hành xả lũ nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động ứng phó tình trạng sụt lún, sạt lở đất, đảm bảo an toàn hồ đập. Trong đó tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư lân cận các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở, ngập lụt, ngập úng, xây dựng phương án chủ động phòng chống và kiên quyết tổ chức di rời khi có tình huống xấu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Riêng khu vực lân cận hồ Đồng Thanh, UBND huyện Lâm Hà phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến tình hình sạt trượt, sụt lún để di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thưa quý vị, nuôi cá chuối hoa hay còn gọi là cá quả trong bể bạt và ao đất là hướng nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Để bà con tiếp cận được mô hình này, các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp đã phối hợp triển khai mô hình này tại huyện Lâm Thao. Qua đánh giá bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân tại Phú Thọ. Được Chi cục Thủy sản và Trạm khuyến nông huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ con giống cho gia đình ông Hiền ở xã Phùng Nguyên, ông đã đầu tư bể bạt nuôi cá chuối hoa. Với diện tích bể 30m², ông đã ương nuôi 3.000 con với kích cỡ từ 6 đến 8cm. Sau 4 tháng ương nuôi, kích cỡ và trọng lượng cá đã tăng gần gấp đôi. Chi cục thủy sản cho làm cái mô hình điểm này nó có cái hay là này là mình được học hỏi cái khoa học kỹ thuật. Vì nuôi trên bạt này là mình thay được nước thường xuyên, mình kiểm soát bệnh tật nó dễ hơn, tốc độ lớn của nó cũng rất là nhanh. Nếu mà nuôi ở trong bể thì mình có nuôi được mật độ là từ 100 đến 150 con trên 1m². Và đối với nuôi ao thì mình có thể là nuôi được mật độ từ 30 đến 40 con trên 1m². Thì để giảm chi phí thì bà con cần chú ý là mình lên sử dụng thức ăn chế biến.
mô hình ương nuôi cá chuối hoa trong ao đất và bể bạt tại huyện Lâm Thao, qua đánh giá phù hợp với điều kiện với bà con nông dân. Chỉ cần diện tích nhỏ, nếu áp dụng đúng kỹ thuật, bà con nuôi được số lượng lớn. Bình quân mỗi bể nuôi khoảng 30m2, sau chu kỳ nuôi khoảng 3 tháng bán giống, bà con thu lãi hơn 13 triệu đồng. Trong thời gian tới thì để nhân rộng cái mô hình này thì chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương khuyến cáo bà con, hướng dẫn bà con về các cái vấn đề kỹ thuật để triển khai không riêng gì đối với cái cá chuối hoa này mà chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật ương nuôi cá giống trong bể bạt thế và những cái đối tượng khác để góp phần chủ động vào và phục vụ sản xuất cho bà con. Đây là mô hình có mức đầu tư vừa phải và tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi các loại cá đặc sản bản địa và là hướng đi mới, phương pháp thâm canh mới bà con nông dân được tiếp cận. Chính vì vậy cần sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp để bà con phát triển những mô hình này bền vững. Thưa quý vị, những năm qua đã có nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, qua đó giúp các địa phương tận dụng hiệu quả những tiềm năng nội tại, tạo sinh kế và thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hợp tác xã này đã liên kết cùng 35 hộ dân trồng, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm cao đinh lăng và chè đinh lăng với tổng diện tích trên 13,5 ha tại địa bàn một số xã của thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi tham gia, các hộ dân được tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật, được hỗ trợ giống cây đinh lăng có chất lượng cao. Trồng 1 ha cây đinh lăng thì sau khoảng 4 năm cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng, trừ chi phí cho lợi nhuận từ 250 triệu đến 300 triệu đồng 1 ha một năm. Khi mà tham gia vào hợp tác xã thì chúng tôi bán cho hợp tác xã thì bán được giá cao hơn. Đấy, thì thu nhập nó cũng được nhiều hơn và nó ổn định hơn là ngoài thị trường trước kia. Năm 21 và năm 22 thì sản phẩm chúng tôi được công nhận là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, được tặng 25 được tặng cúp. Phát huy vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư phát triển liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Định hướng về phát triển hợp tác xã trong thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định là hỗ trợ và chăm sóc đối với các hợp tác xã mà liên quan đến cái việc sản xuất liên kết chuỗi gắn với các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh và những cái sản phẩm định hướng của tỉnh và những cái giá trị sản phẩm mà mang giá trị kinh tế cao hoặc là bảo tồn văn hóa, bảo tồn làng nghề, định hướng gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Thái Nguyên hiện có 734 hợp tác xã, 81% sản phẩm OCOP có chủ thể là hợp tác xã, 355 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Song thực tế cũng cho thấy việc phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tập trung, chưa có nhiều cơ sở hoặc nhà máy chế biến sâu, bảo đảm các tiêu chuẩn xuất khẩu nên giá trị kinh tế mang lại chưa cao. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 tới đây, Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ tiến hành bán vé trực tuyến dành cho khách đoàn của các doanh nghiệp lữ hành. Cùng với đó, quầy bán vé của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ chỉ còn phục vụ bán vé cho khách lẻ. Đối với trường hợp chưa mua vé đoàn theo hình thức online, sẽ được hướng dẫn mua tại quầy thông tin của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, đối diện với quầy bán vé. Giá vé theo hình thức mua online không thay đổi so với quy định. Các đoàn khách có thể cài đặt ứng dụng mua vé theo hình thức online hoặc gọi hotline hỗ trợ 1900 6888.